Cái gì mà mình chưa biết, bữa nay mình biết gọi là giác. Cái gì mình đã biết rồi mà quên, bữa nay người ta nhắc lại mình nhớ gọi là ngộ. Thí dụ như quý vị chưa bao giờ biết Phật là gì, một ngày nọ mình được nghe giảng chữ Phật là gì, cái lúc đó gọi là giác. Rồi nghe xong rồi, tuần sau hỏi lại, nói biết Phật là gì không? Dạ con biết mà quên. Cái người ta nhắc lại cái nhớ nhớ, ngộ quá ha, giờ mới nhớ. Thành thử giác nghĩa là cái mình chưa biết nay được biết gọi là giác. Biết rồi mà quên, ai nhắc lại thì mình ngộ, gọi là giác ngộ, gọi là bồ đề. Mà bây giờ người muốn có được cái chủng tử bồ đề tăng trưởng thì phải có 5 cái ở trên đó. Không có được khinh mình. Thí dụ như bây giờ người muốn tu tiến mà cứ nghĩ thôi tu làm nổi đâu, chừng nào mới tu tiến được. Cho nên có nhiều người hát dở mà rất can đảm đó, là người ta khen. Người ta chấm điểm ở cái chỗ là can đảm. Còn cái chuyện hát hay hát dở tính sao? Cái lòng can đảm mà nhờ cái lòng can đảm cứ lên hát riết, từ từ hát hay. Cũng giống như các thầy mà mới bắt đầu ra giảng, mới đầu giảng cũng rung lắm, nói lập bập mà nói, nhưng mà cứ nói riết. Cho nên đừng có khinh mình. Cái người mà cứ khinh mình thì không bao giờ tăng trưởng được. Cho nên bây giờ cái đoạn thứ hai lặp lại: người trí lúc tu bồ đề phải luôn luôn tu tập 5 điều như trên để tăng trưởng hột giống bồ đề được nảy nở tốt tươi. Rồi bây giờ nói tiếp: hoặc có 6 pháp, tức là bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. 6 pháp đó là gì? Đó là lục độ. 6 cái pháp mà một vị Bồ Tát phải tu đó. Thứ nhất đó là bố thí ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, cứu cánh. Tiếng Anh dịch là completely, perfect, perfectly. Mình làm một cái việc gì mà đến viên mãn, đến tận cùng, đến rốt ráo, đến viên mãn gọi là ba la mật. Mình giúp người ta mà giúp cho tới viên mãn gọi là giúp ba la mật. Còn giúp mà mình bỏ nửa chừng thì ta kêu bỏ mứa, không phải ba la mật. Cho nên nhẫn cũng vậy, mình nhẫn mà ráng nhẫn cho tận cùng gọi là nhẫn ba la mật. Thì bây giờ trong này nói tắt nói gọn đó là từ bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, tức là giờ nói cho đủ là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật trong kinh thường gọi là bát nhã ba la mật. Bởi vì chữ bát nhã là trí tuệ. Bát nhã nghĩa là trí tuệ. Bây giờ một vị Bồ Tát ngoài 5 cái đó rồi phải tu thêm 6 cái này nữa: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tu cho đến chỗ ba la mật. 6 pháp ba la mật nhân nơi một pháp mà được tăng trưởng, nghĩa là không buông lung. Bây giờ mình làm gì á, mà bây giờ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà tu một trong 6 cái này, mà 6 cái này phải nương vào một cái pháp đặc biệt, đó là đừng có buông lung. Buông lung là gì? Phóng túng. Ở trong nghi thức công phu chiều có câu này nè: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Thậm vật là gì? Đừng có buông lung. Phóng dật là buông lung. Chữ phóng dật là tiếng Hán, mình dịch theo tiếng Việt của mình là buông lung, là phóng túng. Thậm vật là cẩn thận, chớ có buông lung. Thậm vật phóng dật. Tại vì sao? Phải đảng niệm vô thường, tức là phải thường nhớ vô thường. Như cứu đầu nhiên, tu mau tu gấp, giống như cứu lửa trên đầu vậy đó.
Ai mà lỡ rớt một cái tàn trên đầu, nghe trên đầu mình lấy tay mình phủi liền, thì tu gấp cũng giống như là cái kia lấy cái tay mà phủi cái lửa trên đầu mình vậy. Như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thẩm vật phóng vật, cẩn thận chớ có buông lung. Bây giờ tu cái gì mà buông lung là, bây giờ thí dụ mình nói trì giới, lơ là một chút á là phạm giới. Bố thí mà lơ là một chút thì bố thí không trọn vẹn. Thí dụ lơ là sao? Mình cho, nhưng mà chỉ cần buông lung chút thôi, tức là phóng theo danh lợi, người ta quên cảm ơn cái buồn. Đó, cái đó là bố thí. Nhưng mà mình lỡ mình cái tâm mình nó phóng túng, cần danh lợi mà người ta quên cảm ơn cái buồn, mai mốt không cho nữa. Cho nên bố thí, trì giới, rồi nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhiều khi mình nhịn được hết rồi, mà cuối cùng có một chút nữa nhịn không xong, hư chuyện hết. Mình đã nhịn được tới đó rồi mà giờ không nhịn được nữa, hư hết. Mà rất nhiều người bị như vậy. Cho nên ở trong này mới nói là sáu pháp ba la mật, như nơi một pháp mà được tăng trưởng. Một pháp đó là gì? Đừng có buông lung. Thí dụ như giờ mình ăn chay, ăn chay hết 30 ngày, nguyện ăn chay 30 ngày, được 29 ngày rồi. Mà người ta rủ mình đi tới quán ăn, cái mình trời cái món này mình thích nhất, chịu không nổi. Ăn cái là mình mất hết 30 ngày kìa. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết có nhiều người á, một chút xíu rượu vô thôi rồi có thể lái xe ẩu, làm hại mạng sống của người khác. Có nhiều khi mình lái xe, chỉ mình nhắm mắt mình ngủ một chút thôi, tai nạn nó xảy đến. Đó, thì ở đây cũng vậy, ta nói là nhớ nơi một pháp mà tăng trưởng, nghĩa là không buông lung. Ai muốn tăng trưởng sáu ba la mật này thì đừng có buông lung. Bồ Tát buông lung không thể tăng trưởng sáu pháp như thế. Nếu không buông lung thì được tăng trưởng. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc cầu Bồ Đề phải có bốn điều. Bây giờ hồi nãy nói tu năm cái trên, rồi sáu ba la mật, rồi thêm bốn điều nữa. Một là gần gũi bạn lành. Hai là tâm bền chắc khó thối hoại. Ba làm những hạnh khó làm. Bốn thương chúng sanh, thương xót chúng sanh. Gần gũi bạn lành, nếu mà nói xa đó là phải gần gũi Phật Bồ Tát. Còn mình nói gần á là những người nào tăng trưởng được cái tâm hạnh Bồ Đề cho mình chơi với họ. Chơi với bạn mà người ta cứ nói chuyện thị phi, rồi nghi ngờ này nghi ngờ kia, rồi ta nói toàn là những cái chuyện làm cho mình thối tâm nản chí không à. Có nhiều Phật tử ta đi ta làm công quả, có người nói mắc cái gì đi làm hoài vậy, ở chùa có gì mà lên làm hoài vậy, làm chi rồi giờ mình làm cực khổ để ai hưởng. Tức là người ta nói riết cái tâm mình cũng lui. Cho nên nếu mình muốn tăng trưởng Bồ Đề phải có bốn điều. Một là gần gũi bạn lành. Cho nên nếu mình là một cái người bạn tốt, không bao giờ xúi biểu những cái người khác người ta lui sụp. Thật sự ra thí dụ như lỡ cái người kia người ta làm cái gì dở, nhưng mà cái người đó, vì người đó mà mình lui sụp trên đường tu, có phải là uổng không? Đâu phải chỉ có một người đó thôi, mà mình đâu phải tới vì người đó, mình đâu phải tu vì người đó, mà vì người đó mà lui sụp đó là trật rồi. Cho nên chơi với bạn lành. Ngay cả thậm chí á, mình thấy cái người đó người ta làm tốt, mình phải học, học để mình tăng trưởng được cái tâm Bồ Đề của mình, chứ không có ganh. Mình ganh là trật rồi đó. Bây giờ mình không có biết họ là ai, nhưng mình nghe họ giỏi mình phải học, mình thấy họ hay mình phải học. Có nhiều người ta hay lắm mà mình đâu biết họ là ai, mình chưa bao giờ gặp, nhưng mình vô tình mình đọc được cuốn sách của họ, mình thấy được bài giảng của họ, mình phải học.
những cái hay ở nơi vị thầy đó. Vị thầy đó có những điều nói rất hay, thì cái điều nói hay đó cũng giống như bạn lành cho mình vậy đó. Thứ hai là tâm bền chắc, khó thối ngoại. Hôm nay mấy người Tây họ tu, thì trong cái buổi pháp thoại hôm trưa nay thì Pháp Hòa cho họ viết câu hỏi, rồi Pháp Hòa gom lại, rồi Pháp Hòa trả lời. Thì hầu hết á, cho bữa nay là có 10 câu hỏi, mà hết 8 câu hỏi á, không ai nói với ai, mà 8 câu hỏi nó cùng một cái ý với nhau. Cái câu hỏi như thế này: nếu một người cứ làm cho tôi bực bội, khó chịu, mà cái người đó rất là khó nói chuyện với họ, làm sao có thể thương được họ, làm sao có thể gần gũi được họ. Hầu như trong 10 câu hỏi mà tự nhiên trong xui khiến sao 8 câu hỏi không ai nói với ai, mà viết câu hỏi lên là cái ý giống nhau hết. Một cái người mà khó thương, khó, người mà câu có như vậy, làm sao tôi có thể tôi tha thứ, tôi chấp nhận, tôi thương yêu được họ. Thì Pháp Hòa có nói, mình đem tứ vô lượng tâm ra mình nói. Và có một câu hỏi rất hay, trong kinh nói là mình phải nương vào ngọn đèn của mình. Ngọn đèn Pháp Hòa giải thích là ngọn đèn Phật Pháp. Mình không có nương vào ai được hết á. Ví dụ như giờ quý cô nói, trời ơi tôi nương thầy, biết đâu chừng thầy chết trước mình sao, nương cái gì. Thật ra không có nương ai được hết á. Phải nương vào Phật Pháp, bởi vì chính mỗi người ai cũng có cái dở. Nếu mình nương họ thì mình phải nhớ là nương có chừng thôi. Người ta giỏi mặt này mà ta dở mặt khác. Có nhiều người á, người ta giỏi làm việc ngoài mà người ta không biết làm việc trong. Ta có nhiều người, người ta giỏi việc trong mà người ta không biết việc ngoài. Mình nương họ cũng được, không sao, nhưng mà nhớ không có cái gì tốt hơn là nương Phật Pháp. Chờ ngày hôm qua có một em Phật tử, nó gọi Pháp Hòa, nó hỏi thầy, con bị người ta nói nặng một câu mà con bực bội, con la hét sùm, mà la xong cái con hối hận, con thấy sao con lố bịch quá. Thì Pháp Hòa mới nói, tại sao buồn? Nó nói, tại vì người ta biểu con phải làm cái này con bực. Tại sao tôi phải làm? Thì Pháp Hòa mới nói đó, những cái trường hợp đó đó phải quán liền y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là gì? Thôi, mình hiểu cái ý người ta nói là mình nên làm cái việc đó đi, đừng có nương, đừng có bị cái chữ nghĩa nó làm khổ mình. Tôi vậy mà nó biểu tôi phải làm, trên đời này tôi không có phải làm gì cho ai hết á. Phải chi nó nói à, làm dùm. Làm dùm cũng một chữ, mà phải làm cũng một chữ, nhưng mà mình bị cái chữ phải làm nó đè nặng mình. Hồi trưa Pháp Hòa có nói cái chuyện đó. Con người mình á, là nhiều khi mình bị một cái câu nói gì của ai nó đè mình năm này tháng kia buông được. Tại sao? Vì cái ngã mình còn. Tôi vậy mà nó dám xúc phạm tới tôi đó. Ví dụ như giờ cái chú đó, chú hay cái thầy đó, thầy nhỏ tuổi mình, hơn mình, thầy tu sau mình, mà thầy hỗn với mình, cái tự nhiên mình cũng bực bội. Mà bực bội xong mà mình nói với cái người đó tu sau mà nó hỗn, thành thử ra mình độ chúng sanh á, hay là mình gần người khác á, phải có cái tâm bất thối. Chứ không thôi là mình bị thối. Chữ thối này là lui. Còn nếu hiểu theo tiếng người Bắc kêu thúi. Thối là thúi á. Cái tâm mình bồ đề giờ nó bị thúi rồi. Cái hạt này nó không sanh lên được nữa. Nó hư rồi, cái hạt giống này bây giờ nó hư rồi. Giống như cái hạt mà gieo xuống đất rồi bị nước nó úng á, nó thối cái hạt thì không thể lên được nữa. Gần gũi bạn lành, tâm bền chắc, khó thối hoại. Làm những hạnh khó làm. Đó. Trời ơi sao chị nhẫn được, nhỏ đó hay ghê. Đó, thì nhẫn được mới kêu là Bồ Tát, mới là tập tu. Còn nếu mà bình thường,
Hôm qua có một Phật tử lên thăm, ngồi nói chuyện gì đó, cái vị đó mới nói: trời ơi con, thầy ơi con thường lắm thầy ơi. Nó dạ đúng rồi đó, nên thường như vậy mới được thường đó, chứ bất thường người ta kêu thường không thường à. Mình được bình thường là tốt rồi đó. Cho nên làm những hạnh khó làm, thương xót chúng sanh. Qua trang 54. Bây giờ nói tiếp, hồi nãy 4 rồi phải không? Hồi nãy 4 rồi, giờ Phật nói tiếp 4 nữa. Hoặc có 4 điều thấy người khác được lợi ích, tâm sanh vui mừng. Cái này hơi khó. Thường thường mình thấy người ta được, mình không được mình tức chứ sao mừng được. Cho nên thưa đại chúng á, nếu mà mình thấy người ta được mà mình ganh thì là phàm phu, không có tội, cái đó là người thường. Nhưng mà ở đây đặc biệt mình là cái người tu. Mà tu là gì? Là mình muốn chuyển cái phàm, cái dở thành ra cái hay, cái giỏi. Mình đặt trường hợp ví dụ đi, con mình giỏi mà bị người khác ganh mình buồn không? Mình cũng ước muốn là con mình đừng bị ai ganh. Thì mình thấy người khác có, mình đừng ganh với họ. Thấy người khác được lợi ích phải sanh tâm vui mừng. Được như vậy mới gọi là tâm của Bồ Tát. Nhưng mà thật sự ra thưa đại chúng, ở đây là cái vấn đề mình đặt ra là Bồ Tát chứ không phải là thượng. Chứ mình mới nói thôi mấy cái này khó làm à, nếu khó thì anh cứ làm theo kiểu của anh. Có một vị mới gọi Pháp Hòa nói: thầy ơi con giúp người ta, nhưng mà người ta cứ không có nhớ ơn con, người ta cứ chửi bới lại con mà con bực bội, con không muốn giúp nhưng mà không giúp con chịu nổi. Trải qua nói bây giờ muốn gì? Một là giúp, hai là đừng giúp. Nếu giúp thì đừng phiền, thà đừng giúp thì tâm mình không phiền, thì thôi đừng giúp mà vậy mà tâm mình yên, dễ tu hơn. Mình không giúp, đừng giúp gì hết, để người khác lo. Còn nếu lo đừng nói, còn nếu mà lải nhải mà nói thì thôi đừng làm. Tại vì thà là mình đừng làm gì hết đi mà vậy mà nhà cửa nó yên. Mình làm mà mình cứ nói sùm thì cái nhà nó loạn, cả chúng nó xáo lên. Chờ cái Pháp Hòa mới hỏi bây giờ chị muốn thế nào. Một là chị phải chị nói con thấy người ta khổ con chịu không nổi, mà con giúp rồi họ không nhớ ơn con bực. Để nếu vậy thôi đừng làm. Nếu mình làm mà mình expect người ta nhớ mình thì thôi đừng làm, thà vậy đi, tâm mình yên bình lặng có gì hết. Con giống như á, ham có bồ, ham có bồ mà mỗi lần bồ rủ đi chơi bực. Vậy thôi đừng có bồ. Thí dụ vậy đó. Cho nên muốn làm việc này thì nó có cái lệ thuộc. Giống như mình mở cửa tiệm bán đồ ăn mà khách vô cái bực, ủa làm sao? Mình thấy người khác được phải vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác khó à. Nhưng mà thưa đại chúng, Phật có nói bài kinh có nhiều người ha, không ai hỏi cái dở của người khác họ cũng tự phát tâm họ nói nữa. Rồi có nhiều người á, người ta hỏi về cái hạnh đức của người khác họ không thèm nói, chứ đừng nói là nếu ai không hỏi đời nào họ nói. Có người hỏi họ còn không muốn nói nữa kìa. Cho nên Phật hay lắm, Phật nói rất là tin tưởng ở trong kinh. Phật nói có những người á, chuyên môn đi nói xấu người khác, rồi thậm chí chưa ai hỏi, không ai cần biết cũng réo lại hỏi biết chuyện gì không. Hấp dẫn mê ly rùng rợn lắm, để tôi nói cho nghe. Thí dụ vậy, cho nên Phật nói có nhiều người thích nói như vậy, và thậm chí không ai hỏi cũng kiếm chuyện nói. Rồi có nhiều người á, người ta hỏi về cái tốt của người khác á, không có muốn nói. Mà người đã không muốn nói thì đừng hòng chuyện bình thường họ lại họ khen người khác, khó lắm. Cho nên cái chỗ này hai cái chỗ: thấy người khác được lợi ích tâm sanh vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác. Thứ ba, luôn luôn thích tu tập pháp lục niệm xứ. Lục niệm xứ là gì? Bây giờ giải thích chữ á, lục á là sáu, niệm là nhớ nghĩ,
Xứ là nơi chốn. Bây giờ có 6 nơi chốn mình cần phải nhớ nghĩ để nuôi dưỡng tâm Bồ đề của mình. 6 nơi chốn đó là gì? 1 là nhớ Phật, 2 là nhớ Pháp, 3 là nhớ Tăng, 4 là nhớ giới, 5 là nhớ thiên, 6 là nhớ vô thường. Người mà quán niệm 6 cái này thì không có rời được. Người đó tu giỏi, tu tinh tấn lắm. Thí dụ bây giờ mình nhớ Phật thì làm gì mình nhớ ma. Mà nhớ Phật thì không có tâm có phiền não, mà nhớ Pháp á, nhớ kinh, nhớ kệ thì cũng không có gì để phiền. Nhớ Tăng là nhớ những cái hạnh lành của các bậc tôn đức, tôn trưởng Phật Pháp Tăng. Nhớ Thiên là nhớ gì? À, nhớ giới. Nhớ giới là nhớ gì? Phải giữ giới. Ở trong giới á, ví dụ bây giờ mình thọ tỳ kheo đi, trong đó có một cái điều là từ ngày mình thọ tỳ kheo giới cho đến trọn đời của mình, người ta mắng mình không mắng lại. Người ta chọc giận, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Vậy mà giờ người ta mới làm lỗi có một chút, mình mắng mỏ người ta trật rồi. Thì khi mình vừa định á, để tôi chửi nó một cái coi, cái thì mình nhớ trực lại, nè, mình có thọ giới tỳ kheo nha. Mà giới tỳ kheo là 4 điều phải thọ, là từ nay cho đến trọn đời người ta chửi con không chửi lại. Thì tự nhiên mình dập tắt cái đó, gọi là niệm giới. Rồi thí dụ giờ đi ngang chánh điện trống trơn, không có bóng người, mà có ai rớt 100 đồng, chắc hồi nãy ai móc tiền cúng làm rớt. Rồi thay vì mình nói để lụm này đem xuống cho hỏi coi có ai rớt không, thí dụ vậy, ngó không có cái thôi, Nam Mô Phật chắc phước của con. mình nhớ cái mình định bỏ túi, cái mình nhớ trực lại. Trời ơi, mình là Phật tử có giữ giới, mà mình là ở ngay chánh điện. Dù không có ai thấy nhưng Phật Bồ Tát chư thiên người ta thấy. Thôi trả 100 đồng lại. Mình gọi là niệm giới. Quý vị nhớ không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, rồi niệm thiên. Niệm thiên là niệm sao? Niệm cõi trời. Tại vì cõi trời là cảnh giới vui sướng an tịnh. Mà hễ mà tâm mình sân hận phiền não là địa ngục, là phàm phú. Thật sự ra lục niệm là nói gọn đó, chứ nếu nói đủ là phải thập niệm, 10 niệm lần. Ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, cái thứ 6 là niệm gì? Niệm tử. Niệm tử hoặc là niệm vô thường. Niệm tử là niệm chết. Trời ơi, chết tới nơi rồi đó mà còn không lo. Nhớ vậy đó, thế tự nhiên bớt sân, bớt si, bớt phiền não, bớt giận tức. Thật sự ra mình là con người, không bao giờ mình không có giận. Có giận, phải nói thiệt vậy đó. Có giận chứ. Nhưng mà những cái lúc nào mà nó giận lên thì mình nói, mình kiếm cách mình niệm làm sao để cho mình đừng có nói lời thô. Thí dụ bây giờ mình chưa tu, 10 lần giận là nói thô hết 10. Mà giờ nhờ có tu rồi, 10 lần giận nói còn có 5 mà, đỡ không? Rồi cái tu riết rồi còn có 1 à, trời đỡ lắm. Chứ còn nếu mà cái này tôi hết giận rồi, lúc đó lên bông sen ngồi. Thôi giờ ngồi bông hồng đỡ đi. Ngồi bông hồng, bông súng đỡ đi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm tử, gọi là lục niệm. 6 niệm xứ. Thường nhớ 6 cái chỗ đó. Rồi gì nữa? Siêng nói sanh tử tội lỗi. Người phải thường xuyên nói chuyện sanh tử. Nói vậy chi? Không phải để hù dọa, mà để tự mình nhắc mình. Tự mình nhắc mình. Cái gì mình không thích thì thôi mình im lặng. Cũng có người thích. Quý vị thấy ha, một cái ly nó bị mẻ, mình không bao giờ mình mua. Nhưng mà có người, người ta không cần cái ly nguyên, người ta sẵn sàng mua cái ly mẻ tại vì nó rẻ hơn. Người ta về người ta cắm bông giả vô,
Người ta không cần cái ly nguyên chi. Có thể mình mua để uống nước, cho mình muốn mua cái ly nguyên không bị mẻ. Mà cái ly nguyên thì tới 10 đồng. Nhưng mà có những người, người ta đi kiếm những cái ly mẻ người ta mua còn có 5 đồng mà. Tại vì mục đích người ta xài là để người ta cắm hoa giả, không ai thấy. Nhờ vậy á, cho nên tiệm á, nó bán đồ thiệt, đồ giả, đồ mẻ, đồ hư, đồ gì nó bán được hết. Mình nhà sang quá cho nên mua cái tủ lạnh bị trầy một chút, không mua. Nhưng mà có những gia đình ta không cần, ta không khe. Như vừa rồi mà mua, mình kiếm cái tủ lạnh, cái anh đó nói cái tủ lạnh này nó trầy chút được không? Nó dạ không sao, có máy tốt xài được rồi. Cái chuyện trầy trũa bên ngoài, thường thường người ta cần body chứ người ta cần, không cần motor, thí dụ vậy. Nhưng mà mình không cần, có cái máy xài tốt được. Còn hình tướng bên ngoài nó bóp một chút, nó trầy một chút không sao. Thở đây cũng vậy, mình siêng nói những cái sanh tử tội lỗi. Nói làm chi? Nói để cho người ta tỉnh thức, người ta lo, người ta tu. Nhưng mà cũng phải tùy lúc nói, chứ không phải đi đâu gặp ai cũng tội chết nghe không? Gặp ai cũng tội chết nghe không? Riết cái thì người ta nói trời ơi, thôi tôi cũng dám đi chùa đâu, tôi chùa đụng gì cũng tội hết. Mình nói mà nói đúng lúc, nói đúng thời thì cái giáo lý nó mới phù hợp. Ví dụ như có một cái anh đó, ảnh không có rành tiếng Việt. Tiếng Việt không rành thì người ta có vài ba chữ người ta bỏ túi người ta xài thôi mà. Ví dụ như anh nói thầy, thầy có rảnh không? Con rủ thì đi ăn kem. Cái thì bà mẹ nghe nói trời ơi, tại sao mày nói rủ thầy, mày phải nói mời thầy. Nhưng mà trong bụng người ta có một chữ đó. Vì bây giờ muốn người ta nói chữ khác đâu có được. Vui lắm, ngày hôm qua ngồi nói chuyện với ảnh, cái thì ảnh mới hỏi Pháp Hòa chứ chừng nào là cái thất cuối cùng của ba ảnh. Mà ảnh hỏi làm sao quý vị biết không? Pháp Hòa có thấy cũng vui. Chừng nào là ngày bét của ba con? Ngày bét là ngày gì? Ngày chót á. Giờ tiếng miền Nam kêu là bét. Thí dụ học dở quá, học hẳn chót kêu hẳn bét. Cái bà má nói trời ơi, nó nói tiếng Việt nghe thấu không nổi. Bố bà nói cha, bữa nay Pháp thầy học được chữ mới rồi đó. Mai mốt cái gì mà cuối thầy kêu bét không, ngày bét. Bây giờ trong bụng người ta có một chữ đó, bắt người ta nói chữ khác sao được. Mấy chú á, đi lên phòng gõ cửa, nói thầy ơi, có cô nào muốn thầy dưới. Tại vì sao? Trong bụng mấy chú có một chữ một à, somebody want you downstairs. Thì cái chữ want á, dịch là muốn. Trời ơi, chữ đâu dịch đó, quá giỏi này chứ. Mai mốt là thành dịch sư luôn. Lên gõ cửa phòng đó, thầy ơi có cô nào muốn thầy dưới. Rồi ăn cơm mà hết muỗng, cái nói thầy ơi để con đi giặt cây muỗng. Bị gì chữ quá sức. Thành đứa ra bây giờ trong bụng mấy đứa nhỏ nó có cái chữ đó, bắt nó nói chữ khác sao được. Mà nó dịch cái chữ du là mày. Phải không? Du là mày. À, có nhiều đứa nó vô nó hỏi thầy ơi, thầy mày khỏe không? How are you? Kêu thầy mà còn thêm chữ mày nữa cho nó dư. Cho nên thưa đại chúng là không có tội lỗi. Ta nói như vậy là để nói là khi không phải lúc nào ta nói mình cũng kêu tội. Cái nào nó đúng thì mình mới nói cho ta nghe, à đừng làm cái đó nó lỗi. Cho nên không phải là cái chuyện gì mình cũng bắt tội người ta được. Mà đầu nếu mà vậy thì quá ra mình hù dọa người ta. Cho nên thấy không, thấy người khác được lợi ích, tâm sanh vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác. Thưa đại chúng, một trong những công đức lành đó là mình khen ngợi người khác. Thì cái nhân đó là nhân gì? Cái quả của nó là gì? Kiếp sau hay là trong tương lai? Hay nói chung là cái nhân mình gieo là mình nói tốt cho người á, mình khen ngợi người, cái nhân là gì? Cái quả là gì? Thứ nhất, hiện đời á, miệng mình thường ít có hôi. Thứ hai, mình nói ra lời gì cũng được người ta trân quý. Còn lời nói của mình mà người ta coi thường, ta không có coi ra ký lô nào đó, là tại vì cái nhân á, mình thường ít có khen người khác. Cho nên tại sao mỗi bữa mình tụng kinh á, mình tán thán Phật,
Ngày nào trước khi mình lễ mình phải tán thán. Đó là mình học cái hạnh của Bồ Tát đó. Nhưng mà khổ nổi chúng sanh mình khen Phật thôi, phàm phu không có khen. Lên bằng Phật là thôi khen tha thiết. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thân thế tôn mãi trần chẳng bụi, chẳng bợn. Rồi mình khen đủ thứ. Cho nên thưa đại chúng là chư tổ biết cả ngày nay mình không khen ai hết. Cho nên giờ vô thời kinh đó, có một bài kệ khen Phật, tập cho mình khen. Rồi bây giờ mình tập đi. Mình tập nhiều khi mình đọc chuyện Kiều á. Mình đọc chuyện Kiều mà lúc mà trong Kiều mà diễn tả cái đẹp của Thúy Kiều, Thúy Vân á, cái người kia người ta khen cho nó thôi không sao đâu. Không? Chị là Thúy Kiều mà em là Thúy Vân, người nào cũng là 10 phân vẹn 10 hết. Cho nên thường khen công đức của người khác, luôn luôn thích tập tu tập pháp luật niệm xứ, siêng nói sanh tử tội lỗi. Thiện nam tử, nếu có người nói lìa tám pháp trên mà vẫn được bồ đề, không có lý như thế. Tám pháp trên là tám pháp gì? Ở bên trang bên kia là 4 rồi, qua bên đây thêm 4 nữa là 8 pháp. Nếu có người nói mà lìa 8 cái đó mà vẫn được bồ đề thì không bao giờ có, nó không có lý. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát lúc vừa phát tâm bồ đề, vô thượng bồ đề, tức được gọi là ngôi phước điền cao nhất. Vị Bồ Tát như vậy đã hơn hết tất cả nghiệp thế gian và các chúng sinh. Chữ phước điền là gì? Phước điền là ruộng phước. Cho nên cái y mà mình đắp á, cái y mình quý thầy đắp á, gọi là y ruộng phước, y phước điền. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một miếng ruộng đó. Giờ làm sao mình cày xới và mình gieo hạt trong cái miếng ruộng của mình cho nó tốt. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát lúc vừa phát tâm vô thượng bồ đề, tức được gọi là ngôi phước điền cao nhất. Ai mà phát tâm Bồ Tát như vậy đó, ngay lúc đó là con ruộng phước rồi đó. Nhưng mà giờ anh phải làm tiếp tục. Vị Bồ Tát như vậy đã hơn tất cả sự nghiệp của thế gian. Đó, sự nghiệp thế gian ai cũng có đó. Sự nghiệp của mình là mở một căn tiệm hay thành cụ cái gì đó, ai cũng có một sự nghiệp thế gian. Nhưng mà đối với cái sự nghiệp của một người Bồ Tát thì sự nghiệp của mình là trao dồi những cái tâm niệm như vậy hơn hết tất cả thế gian. Cho nên cái đoạn ở trước cái gọi là chủng tánh Bồ Đề. Bây giờ mình muốn được nuôi dưỡng cái chủng tánh Bồ Đề thì những cái điều hồi nãy Phật nói đó, những cái điều năm cái ở trên, rồi 6 ba la mật, rồi cộng thêm 8 cái pháp này nữa để nuôi dưỡng cái hạt giống đó. Thưa đại chúng, bây giờ thử thời mình nghiệm lại, có không lẽ nãy giờ Phật nói mười mấy thứ mà mình không lượm được cái thứ nào để mình nuôi dưỡng sao? Có chứ, phải có một chút chứ, không thôi chết mất rồi. Thì phải có. Thật sự ra mình có khen người ta chứ, nhưng mà khen lúc nào mình thích thôi. Bữa nào mình còn thương người đó thôi, mình khen nức nở. Mà bữa nào mình bực người đó coi, hết khen nổi rồi. Bây giờ cái đoạn thứ hai, Phật đạo khó được. Thiện nam tử, mặc dù có người nói trong vô lượng thế giới có vô số đức Phật, nhưng Phật đạo đây rất khó được. Vì sao? Thế giới vô biên, chúng sanh cũng không có giới hạn. Chúng thế giới vô biên cho nên chúng sanh cũng vô biên. Phật đạo cũng không hạn lượng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sanh quá nhiều thì mình cũng phải chạy theo kịp chúng sanh để mình thành Phật. Chúng sanh vô biên, Phật đạo cũng không hạn lượng. Giả sử Phật đạo dễ được thì một Đức Phật Thế Tôn đáng lẽ hóa độ tất cả chúng sanh. Nếu như vậy thì chúng sanh và thế giới có hạn lượng. Nếu mà dễ thành Phật á, thì đâu cần mình tu chi cho nhiều để nhiều vị thành. Thôi thì giờ một vị hóa độ nhiều cũng được chứ, không phải dễ đâu. Thành Phật khó lắm. Cho nên có nhiều vị á, có nhiều hòa thượng á, nhận đệ tử, ai vô tu cũng nhận hết á.
90 cũng nhận, 80 cũng nhận, điếc điếc lãng tai cũng nhận, mờ mờ cũng nhận. Rồi cái nhiều vị nói trời ơi sao mà hòa thượng nhận nhiều quá vậy. Hòa thượng nói người ta phát tâm đi tu thôi, mình nhận gieo duyên. Nhưng mà tôi biết là 100 người này sàng được chắc cũng được một. Bởi vì sao? Bởi vì thật sự ra tu thì rất nhiều, nhưng mà thành tựu được cái phẩm chất của người tu thì hiếm. Cho nên các ngài độ nhiều kệ, ai tu được nhiêu tu. Thì trong này cũng vậy đó, cái trường hợp này cũng vậy. Nếu mà dễ thì thôi, cần chi nhiều tu chi cho nhiều, một Phật thành rồi độ nhiều người. Nhưng mà không phải dễ vậy đâu. Cho nên trong này mới nói đoạn đó đó. Nếu một Đức Phật Thế Tôn đáng lẽ hóa độ tất cả chúng sanh, nếu như vậy thì chúng sanh và thế giới có hạn lượng. Thiện Nam Tử lúc Đức Phật ra đời độ chín vô số người, đệ tử Thanh Văn của ngài độ một vô số chúng sanh mà các chúng sanh hãy còn không thể hết được, thế nên gọi là vô biên. Một vị Thanh Văn của Phật độ một vô số chúng sanh mà các chúng sanh hãy còn, độ nhiều mà vẫn còn, cho nên gọi là vô biên. Vì vậy ở trong kinh, kinh Thanh Văn là kinh gì? Tức là kinh mà nói cho các vị còn Thanh Văn giống mình đó. Ví dụ giống mình vậy đi, Phật không có dám nói phương nào cũng có Phật. Thầy nói vậy thì mình làm cái gì? Ỷ lại. Cho nên hôm nay nói nè, vì ở trong kinh Thanh Văn ta nói không có 10 phương Phật. Tại sao? Vì sợ chúng sanh khinh lờn Phật đạo. Cũng giống như á, ví dụ như á, người ta bán vé hát á, phải không? Ta hay nói sao? Số vé có hạn. Chứ nếu mà ta nói, nếu mà ta nói quý vị đừng có lo, nhiều vé lắm, tới lúc nào cũng được, ai thèm đi mua. Lúc nào cũng phải thọng câu đó. Số vé có lượng, có hạn, cho nên người ta phải lo, người ta đi mua đi. Mà thiệt sự lát ấy muốn chết. Thì ở đây cũng vậy. Đối với Thanh Văn á, Phật không có nói phương nào cũng có Phật. Tại vì sao? Vì sợ chúng sanh khinh lờn Phật đạo. Thôi có ổng kế bên lo gì. Giống như vừa rồi thầy Pháp Ân á, thầy ra xe trên đường đưa thầy ra phi trường á, thầy mới nói ờ mà ở đây ngộ hen. Ngay cái nôi mà đi nghe giảng có le hoe có mấy mạng, mà trong khi đó chỗ khác á thì quá trời không có chỗ ngồi. Tại sao? Không nghe bữa này thì nghe bữa khác lo gì. Không được nghe bữa này thì cũng có dĩa nghe lo gì. Ngày nào diệu đại còn là ngày đó mình còn có dĩa. cho nên chẳng ai thèm đi. Mà thường thường á các vị mà người ta ở cái vùng đó thì thế giới đổ về nhiều hơn là địa phương. Ví dụ như hòa thượng làng Mai, dân Tây, dân Âu Châu, người Việt Âu Châu ít có biết bao nhiêu, người Việt thế giới đổ về. Tại vì sao? Đó là kiểu của trong kinh nói. Phật không có nói đừng lo con, lúc nào cũng ready to eat, ready to go. Ở vậy trong kinh Thanh Văn ta nói không có 10 phương Phật. Tại sao? Vì sợ chúng sanh khinh lờn Phật đạo. Thánh đạo của các đức Phật chẳng phải nhiếp trong thế gian, thế nên lời nói Đức Như Lai không hư dối. Lời nói của Phật không có dối. Tại vì sao? Tại vì Phật chỉ vì phương tiện, tùy căn cơ chúng sanh mà lúc Phật nói kiểu này, lúc Phật nói kiểu khác. Nhưng mà cái mục đích chính của Phật là gì? Chẳng qua là không muốn chúng sanh khinh lờn mà không có chịu lo tu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới có một cái phẩm đó. Ông ba đó, ổng là ông thầy thuốc mà đưa thuốc con nó uống. Rồi cái bữa nào ổng đi xa mới gửi cái dây thép về, ổng nói cha các ngươi đã chết rồi. Lúc đó các người con nghe như vậy mới đập ngực nắm tóc. Trời ơi, hồi lúc cha còn không chịu uống thuốc,
Bây giờ cha mất rồi, thuốc đâu uống? Bắt đầu lật đật đi lục tủ. Rồi các người con bây giờ lục tủ uống thuốc vô, bắt đầu hết bệnh, khỏe mạnh, cha trở về. Quý vị nhớ phẩm đó trong Kinh Pháp Hoa không? Thì Phật nói Phật cũng là người cha, mình còn kế bên mình không lâu, Phật còn kế bên mình đâu có chịu tu. Phật phải thị hiện ẩn đi, mất đi. Bây giờ mình nghĩ, bắt đầu mình than: Phật tại thế thời con trầm luân. Tức là lúc Phật ở đời con trầm luân. Nếu lúc Phật ở đời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ. Buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Quý vị biết cái câu đó ai nói không? Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, khi mà Ngài đến Ấn Độ đó, Ngài đến đất Phật rồi Ngài thốt lên bốn câu đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt. Khả lân mẫn giả, áo não thử thân đa nghiệp chướng. Áo não tức là buồn thương, thử thân là thân này nhiều nghiệp chướng. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được thân sắc vàng của Như Lai. Cho nên Đức Như Lai Thế Tôn không có tâm ganh ghét, vì lẽ khó được nên nói không có các đức Phật trong mười phương. Phật đâu có tâm ghét mình đâu. Đâu phải là nói như vậy rồi Phật không thương mình. Phật nói you never have it. You're unable to have it. Như Phật nói vậy để làm chi? Ráng, ráng làm cho được. Cái kiểu này giống Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Phải không? Bây giờ nếu mà Lưu Bình muốn giúp cho Lưu Bình hay Dương Lễ? cái anh mà giúp cho người bạn mình á là Dương Lễ. Còn cái anh mà nhà giàu mà ỷ lại rồi ăn xài phung phí là Lưu Bình. Rồi giờ Dương Lễ muốn giúp cho bạn mình, cho nên không thèm ngó, cho nó ăn cơm thiêu để cho nó biết mùi. Ăn cơm thiêu nhục nhã quá: Dương Lễ ơi, lần đầu tiên ta chan cơm bằng nước mắt. Lúc đó bắt đầu mới biết thân nha. Nhưng mà nhờ vậy mới ráng. Rồi mới đưa vợ của mình để làm cái người mà gọi là nâng khăn sửa túi, dắt giúp đỡ cho người bạn thân của mình đến nơi thành tài. Chừng đó mình mới xuất hiện. Đó, ổng có lỗi hư dối không? Không có lỗi hư dối. Mà có vì cái tâm ganh ghét tị hiềm với bạn mình mà cho bạn mình ăn cơm thiêu không? Không. Đoạn này đó, Đức Như Lai không có tâm ganh ghét, vì lẽ khó được nên nói không có đức Phật nào trong mười phương hết. Không có Phật nào trong mười phương hết. Đừng có hồng mà ở đó kiếm Phật. Nhờ vậy ráng tu. Tu chi? Tu để thành Phật. Tới hồi thành Phật, cái trời đất ơi, trên này quá trời bỗng, nó không có ông nào. Cũng giống như con lên chùa hỏi thầy ơi có ai không, con lên phụ, nó không có ai hết trơn. Tới hồi chạy lên sao nhiều quá mà thầy, nó không có ai. Nó dạ không có một người mà có nhiều người. Quý vị thấy được chỗ này không? Thiện nam tử, vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, không thể thực hành tận cùng đạo Bồ Tát. Vô lượng chúng sanh phát tâm, nhưng mà khó mà thực hành tận cùng đạo của Bồ Tát. Đúng không? Giống như người nào cũng quỳ xuống: Bạch Đại Đức một lòng thương xót, đệ tử con pháp danh là, vì duyên trần ràng buộc, suốt đời không thể giữ giới được. Nay y lời Phật dạy, về chùa tu tập bát quan trai, tu hạnh xuất gia gieo nhân giải thoát, một ngày một đêm một lòng phụng thỉnh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói răm rắp hết trơn, mà ăn lát xuống y chang như ngày thường, không có gì chứ, không có gì bắt quan trai.
Sáng chủ nhật nó cũng ồn vậy, mà sáng ngày thọ bát nó cũng ồn y chang. Cho nên vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề không thể thực hành tận cùng đạo của Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình đã đi tu rồi thì mình đã đi phát nguyện một ngày bát quan trai, mình phải khác hơn cái ngày thường mới được. Mình nguyện tu xuất gia gieo duyên 10 ngày mà mình vô đó 10 ngày mình vẫn y chang như mọi ngày. Chỉ có khác là tới giờ đắp cái y nâu lên cho có vẻ với người ta vậy thôi. Chứ còn ăn cơm mà còn ngó, sao chỉ có món đó mà tôi không có? Sao phòng của chị ở ngon hơn tôi vậy? Chị có tay trong không? Thế thì chẳng phải là cái tâm của người xuất gia. Ngày xưa là gì? Ăn chay nằm đất. Bây giờ ăn chay nằm giường, mà giường nệm nữa. Ngày xưa là muốn đi vệ sinh là phải ra rừng ngồi, bây giờ chỉ cần lên cầu thang có 2 phút mà cũng rên. Cho nên mình mới thấy á, nếu mình Pháp Hòa nói hoài, năm nào đi tu Pháp Hòa cũng nói hết. Quý vị chịu khó một chút, ở nhà mình nó cái gì nó cũng sẵn hết là lạ thương rồi. Đây, chính chỗ này mình gieo duyên nè, khắc phục được những cái khó khăn như vậy. Mà thật sự nói là cực, chứ so ra với cái cực của một cái người tu thực thụ cực bao nhiêu, đâu có còn nhiều không đó. Mà có cực đi nữa, mà có 10 ngày thì ăn thua gì. Đó, bây giờ mình chỉ ngồi chỗ và chỉ tu thôi mà còn bực bội. Mà nếu mà phone kêu mình réo mình, Phật ơi, thầy ơi, cô ơi, mai mốt mình đi tu thiệt, nãy giờ này tôi ngủ biết không. Cho nên vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề không thể thực hành tận cùng đạo Bồ Tát. Hoặc có người hỏi, cái chữ nạn nghĩa là hỏi đó, hoặc có người nạn, trong này còn dùng nhiều cái tên, hoặc có người nạn. Nếu ở hiện tại có vô lượng Đức Phật, cớ sao trong kinh chỉ nói đời đã qua và sẽ đến? Có nhiều Đức Phật không thấy nói đời hiện tại có vô lượng Đức Phật. Nếu có người hỏi mình, tại sao trong kinh nói quá khứ vô lượng Phật, vị lai vô lượng Phật, mà hiện tại không nói con Phật nào hết trơn vậy? Ngu sao nói. Nói mà hiện tại có nhiều Phật anh chịu tu không? Bây giờ mà vắng Phật tùm lum, mà anh không còn chịu tu tới ngày thành Phật. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Trời ơi, quá khứ quá nhiều tổ giỏi, vị lai có rất nhiều tổ giỏi, mà hiện tại tôi không thấy ông nào hết, thôi tôi ráng giỏi. Đó, mình ví dụ vậy đó. Cũng giống như mình nói là ba của con á, hồi cái thời trước á, ông nội, ông ngoại, ba cậu chú của con rất giỏi, và tương lai con cháu của con sẽ rất giỏi, mà hiện tại không có đứa nào nó giỏi trơn. Nói vậy cho nên hiện tại có đứa nó ráng giỏi. Quý vị hiểu ý không? Trong kinh mới nói á, có người hỏi mình, nếu ở hiện tại có vô lượng Đức Phật, cớ sao trong kinh chỉ nói, thật sự hiện tại có Phật, nhưng mà tại sao trong kinh chỉ nói quá khứ, nói vị lai, mà không nói hiện tại? Vì nói hiện tại có mình không chịu. Mình không chịu. Cho nên thí dụ như mình nhìn lên mình thấy á, sư tổ của mình giỏi, sư ông mình giỏi, thầy mình giỏi thì mình phải giỏi. Hai ngày nay Pháp Hòa có một cái niềm vui ấy, là vì lâu nay Pháp Hòa muốn tìm hiểu sư cố của mình. Sư cố tức là thầy của vị hòa thượng mà mình đang thờ phía sau á, tổ trước nữa mình gọi là sư cố. Còn mà sư mà mình đang thờ đây là sư ông. Thì thật sự ra cái hình mình thờ phía sau là sư ông á, tức là thầy của thầy viện chủ mình đây đó. Thì lúc mà thầy viện chủ đi xuất gia với hòa thượng là hòa thượng lớn tuổi quá rồi, thì được có mấy năm thì thầy đi vượt biên, hòa thượng cũng tịch. Cho nên thầy cũng không có nắm rõ được hết cái cuộc đời của sư ông xuất gia tu hành sao. Thì tình cờ á, có một thầy
làm một cái bài luận án về những vị cao đức của Phật giáo ở tỉnh Trà Vinh, thì mới search ra tìm nghiên cứu đi dò dẫm sao kiếm được hai vị. Trong số những vị tôn đức ở Trà Vinh thì có hai vị, tức là sư Cố và sư Âm. Thì khi Phóng Hòa mới, quý vị đó mới gọi cho Phóng Hòa hay, Phóng Hòa mừng quá mới xin cái tài liệu đó. Thì cái thầy đó mới gửi cái tài liệu cho Hòa, Hòa đọc và mới vui là gì? Bây giờ mình bắt đầu mới có được một chút sử liệu về các vị tôn trưởng của mình. Thì Pháp Hòa mới biết rằng lâu nay có một vài hiệu của quý ngài mình gọi trật, vì mình nhớ không đúng. Thì bây giờ xác định lại là ngài, quý ngài hiệu gì, pháp danh gì, ngài hiệu gì. Thì tối Pháp Hòa mới forward cái tài liệu đó qua cho thầy viện chủ. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy là cũng giống như là mình thấy, mình nhìn ra mình thấy trước kia các vị thầy tổ của mình giỏi, và sao hiện tại mình không thấy? Vì chính mình không thấy cho mình ráng. Hoặc là mình thấy quá khứ đã thành tựu thì hiện tại mình phải ráng, mình phải thành tựu. Mình phải thành tựu để làm gì? Để tiếp, để cho người sau nhìn lên mình để tiếp tục sự thành tựu tương lai. Nói gần là vậy đó. Cũng giống như bây giờ ha, cái thế hệ trước, quý bác, quý thầy trước tới đây lập nghiệp, xây dựng, bây giờ thành tựu được tới đây. Rồi bây giờ thới thời Pháp Hòa, Hòa nhìn lên và thấy quý ngài, quý vị giỏi quá, thôi mình ráng chút chút, mình ráng làm cho được chút chút, để làm chi? Để những người em sau của mình nhìn lên mình nữa, thấy ba đời người Việt ở hải ngoại đã làm được thì các em nó ráng. Thì giờ trong kinh nói đó, nhớ vậy mai mốt có người hỏi mình đó, sao trong kinh tôi nghe nói Phật quá khứ, Phật hiện tại mà không thấy Phật hiện tại, Phật vị lai mà không thấy Phật hiện tại, thì có câu trả lời. Nói rồi anh ỷ lại, anh hỏi tôi ở đâu sao tôi chỉ. Bởi vì sao? Những vị Phật và những vị Bồ Tát là người ta ẩn mật mà, người ta đâu có xuất hiện. Thật sự nếu mình nhìn cho kỹ, trong đời mình có Bồ Tát không? Hiện đời này có Bồ Tát không? Có. Nhưng mà đã là Bồ Tát thì thứ nhất là không vỗ ngực xưng tên à. Rồi nhiều người nào mà sổ ngực xưng tên là hàng quảng cáo. Cái thứ hai á là người ta làm một cái việc là ngoại hiện phàm phu, nội tàng Bồ Tát. Tức là nhiều khi bên ngoài người ta hiện cái tướng phàm phu, nhưng mà bên trong người ta ẩn tàng Bồ Tát. Đa số những người, có những người người ta ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Còn mình đó, nhiều khi mình làm ngược lại là ngoại hiện Bồ Tát mà nội tàng phàm phu. Đụng tới mình là trời ơi, phàm phu rồng rã. Thiện nam tử, ta ở trong một nước, nói đời đã qua và sẽ đến, có các đức Phật nhiều như số cát sông Ngàn, mà trong đời hiện tại chỉ có một đức Phật thôi. Một đức Phật thôi là một ai? Một vị nào? Thích Ca Mâu Ni. Hiện đời này mình chỉ nghe có Thích Ca Mâu Ni một vị thôi. Nhưng mà một Phật Thích Ca Mâu Ni này lại nói quá khứ có Phật nghe, vị lai có Phật nghe, mà hiện tại không nói ai. Không phải là ngài ganh tị mà ngài không nói, nhớ không? Không phải ganh tị không nói, mà không nói là vì muốn chúng ta phải thành tựu. Đây quý vị đọc đoạn kế. Thiện nam tử, người nào thao đúng nghĩa chân thật sẽ được Phật đạo. Vô số chúng sanh tu hành Phật đạo, phần nhiều hay thối tâm, lúc có một người được độ thoát như bông im la và trứng cá. Quý vị biết bông im la không? Cái bông im la này á, một lần mà nó có đó, cái nụ của nó đó hàng ngàn cái nụ vậy đó, nhưng mà nhiều khi nó không có một cái bông nữa. Cũng giống như trứng cá một chùm, nhưng mà thật sự mà nở được con cá không có mấy hạt, mấy trứng hết. Thì trong kinh dùng cái từ ngữ này để ví dụ cho ai? Ví dụ cho người tu rất nhiều nhưng mà thành tựu được thực chất của người tu không có mấy hết.
Đây quý vị đọc lại ha. Người nào theo đúng nghĩa chân thật sẽ được thành Phật, cái là được Phật đạo. Vô số chúng sanh tu hành Phật đạo phần nhiều hay thối tâm, tức là tu theo Phật đạo, đạo Phật hay là Phật đạo, nhưng mà phần nhiều là thối tâm. Lúc có một người được độ thoát, nếu mà có một người nào được độ thoát thì nó hiếm, cũng giống như là bông im la và trứng cá, một chùm nhưng mà nở được một. Người ta hay dùng bông xoài, cây xoài nở bông nhiều lắm nhưng mà kết trái không bao nhiêu. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng, xuất gia và tại gia. Bồ Tát xuất gia được pháp thể giải thoát không khó, Bồ Tát tại gia rất khó được pháp thể ấy. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc. Này đúng thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ nói tôi muốn độ chúng sanh, tôi muốn làm Bồ Tát tại gia độ chúng sanh. Nhưng mà một Bồ Tát tại gia và một Bồ Tát xuất gia, thưa đại chúng ai dễ hơn? Cái người xuất gia dễ hơn. Tại vì sao? Xuất gia không có ràng buộc. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ mình là Bồ Tát tại gia nhưng mình có con, có gia đình, có vợ đi. Rồi không lẽ mà mình sắp sửa có người nói anh ơi anh tôi bị hư xe, anh có thể chở tôi giùm được không? Dạ dạ để em đi. Cái mới vừa đi ra cái vợ hỏi đi đâu vậy? Nói dạ anh đi giúp cái người bạn. Ông có rảnh quá ha, ông ngồi ông giữ con giùm tôi đi. Cái bắt đầu cái bà đổi sắc một cái hôn lên. Dạ à, em xin lỗi anh, em bận. Tức là làm gì làm nó cũng có cái ràng buộc của nó. Bây giờ mình có phát tâm cỡ nào đi nữa thì thủy chung nó vẫn có cái ràng buộc của nó. Ở bên Nhật á, có một cái giáo phái gọi là Tân Tăng á. Tức là những vị này á, để tóc, mặc đồ đời, có vợ, có con bình thường. Nhưng mà mỗi chủ nhật cũng xách giỏ rồi vô làm lễ trong chùa, trong thánh đường vậy. Gọi là mình đi gọi là làm cái việc gọi là rộng độ cho người khác. Nhưng mà làm sao làm được trọn vẹn? Không lẽ mình có vợ không lo cho vợ sao? Bây giờ ví dụ đi, hai người đi trong nhà thờ té một lượt, không lẽ mình đỡ vợ người ta, không lẽ đỡ không đỡ vợ mình? Mình phải đỡ vợ mình chứ. Cái chuyện đó chuyện thật, không có gì phiền muộn hết. Nhưng mà ở đây muốn xác định, Bồ Tát có hai hạng, có Bồ Tát tại gia, có Bồ Tát xuất gia. Nhưng nếu muốn làm một cái công việc trọn vẹn, không ràng buộc, thì chỉ có con đường xuất gia. Còn tại gia, mình có thể thực hiện được Bồ Tát, nhưng nó vẫn còn có những cái ràng buộc. Đó là một sự thật. Mình biết sự thật để làm gì? Nếu như lỡ mình nhờ nhầm Bồ Tát tại gia, mà Bồ Tát tại gia không có giúp được thì đừng có phiền. Nói ông đó Bồ Tát gì, tôi nhờ hoài không giúp. Thôi thông cảm đi, Bồ Tát còn bị ràng buộc. Còn nếu mà Bồ Tát tại gia mà hiểu lời Phật nói thì sao biết không? Nhớ là mình có ràng buộc, cho nên cố gắng cái gì mình 10 lần thì cũng cố gắng làm được một vài lần, để mình thực hiện được cái lý tưởng của mình. Chính mình biết có ràng buộc cho nên ráng sắp xếp. Cũng giống như á, Pháp Hòa mà nhìn cái lịch Pháp Hòa biết là tháng này Pháp Hòa đi nhiều, thì tự động trong tâm Pháp Hòa phải biết sắp xếp mình phải làm việc gì những lúc mình có ở nhà. Vì có ràng buộc mình phải đi, mà đi mà còn công việc nhà thì mình phải lo. Thì y chang vậy, nếu mình là một Bồ Tát tại gia, mình biết mình chỉ là một Bồ Tát tại gia, thì mình cố gắng mình thu xếp công việc của mình. Cái vấn đề là chúng ta biết thu xếp. Bây giờ cái người xuất gia thảnh thơi độ đời cũng chỉ có 24 tiếng. Mình người tại gia ràng buộc đủ thứ cũng 24 giờ. Thì bây giờ ai cũng có cái công việc của mình. Cái quan trọng là mình có thể sắp xếp được. Thưa đại chúng, tóm lại một điều thôi. Nếu muốn nuôi chủng tử Bồ Đề, giống như hồi nãy cái đoạn này nói đó, mỗi ngày quý vị ráng làm một việc. Thứ nhất, phải để tâm để giờ mình hành trì mỗi ngày, không thể bỏ. 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, mà phải có sự hành trì.
Vì không hành trì là không thể nào miên mật được. Cũng giống như mình mài dao mà một ngày mình tới mình mài một cái thì có thể nó cũng ấy, chứ còn tháng mình tới mài một cái thì cũng được, mà nó lâu. Trong kinh người ta ví dụ á, hai cái miếng gỗ mà cà với nhau á, mà cà phải miên mật không được dừng, chỉ một cái tích tắc dừng là lửa nó không có cơ hội nó phát nữa. Phải cà thiệt mạnh và cà liên tục đến khi nào lửa nó phát ra từ hai miếng gỗ đó. Thì sự tinh tấn của mình cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói đâu cần gì nhiều đâu, mỗi ngày xin 15 phút thôi. Cho ai cũng vậy thôi, cho Phật, Phật cảm ơn. 15 phút tụng một đoạn kinh, hay là lại Phật, hay là ngồi thiền, hay là niệm Phật, lúc nào cũng phải có. Như vậy đó nó mới hy vọng. Trời đất ơi, 24 giờ mà chỉ tu có 15 phút thôi mà còn trả giá nữa. Mà chưa chắc 15 phút đó anh ngồi anh tu mà anh tịnh được 15 phút nữa. Nội cái đau chân anh ẹo không cũng hết 10 phút rồi. Phải không? Thành thử ra thấy như vậy nhưng mà không có lui, phải miên mật. Cho nên Pháp Hòa mà thấy người lớn tuổi, người già mà còn tinh tấn và cũng phục lắm. Đi đâu mà các giống mình ở đây cũng vậy, thấy quý bác cũng siêng năng tu tập. Nhiều ly Pháp Hòa lên nhà dưỡng lão, thấy cô Thông Ngộ, thấy bác Trúc Hiền, thấy bác Diệu Từ, đồ mấy bác á, mặc cáo tràng ra chánh điện, trời ơi, Pháp Hòa đứt ruột vậy đó. Mà không bao giờ đứt ra, đừng lo. Tại sao Pháp Hòa nói vậy? Là vì Pháp Hòa thấy thương á, giống như mình ở trên đó mà mấy bác á tới giờ là tự động mặc áo tràng đi ra tụng kinh, rồi ngồi tụng, với tự nhiên mình thấy cái hình ảnh nó đẹp lắm. Vì mình thấy lẽ ra không, quý bác lên đó hưởng phước, nhưng mà hưởng nhưng mà không quên tu. Đó là một cái hay. Sáng là thấy là, nhưng mà thiệt sự quý đối với quý bác á, giờ phút đó là hưởng phước. Tại sao? Giờ có làm gì đâu, rảnh rỗi ra tụng thời kinh. Và thưa đại chúng, tụng kinh cũng là nghe pháp. Tại vì khi mình có tụng á, mình đọc lại những cái lời đó, chính mình nghe được cái lời pháp của Phật. Tụng kinh là nghe pháp. Cho quý vị nếu mà tối mà đi ngủ á, mở kinh lên nghe, kệ, nghe được 10 phút rồi ngủ khò, nhưng mà ít ra cũng vô được 10 phút. Rồi mình ngủ mất tiêu rồi, thầy cứ lải nhải, lúc đó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì mình nó ngủ hết rồi. Lâu lâu trở mình, ý thức mình nó cũng nghe được chút. Mà có nhiều lúc mình ngộ ngay chỗ đó nha. Không biết có ai ở đây có cái kinh nghiệm đó không, chứ Pháp Hòa mở băng suốt đêm vậy đó. Có nhiều lúc Pháp Hòa trở mình đó, cái đoạn mình nằm thì trở mình thì mình đâu có ngủ liền được. Thì tự nhiên cái đoạn đó, cái vị thầy đó giảng đó, Pháp Hòa giật mình. Tự nhiên mình ngộ ra nhiều chỗ trong đó. Là Pháp Hòa ngồi dậy, Pháp Hòa viết lại liền cái chỗ mình thấm thía được cái chỗ đó. Hay lắm. Tại lúc đó là mình không có còn phân biệt gì nữa hết á. Ngồi đây chứ coi vậy chứ nghe cũng còn phân biệt. Mà lúc ngủ hết phân biệt rồi, biết không? Lúc đó cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì mình nó ngủ hết trơn á, trọi rồi đó. Lúc đó chỉ còn ý thức mình. Lâu lâu nó mở cửa một chút thôi, nó rót vô cái ào vậy đó. Hay lắm. Có một bữa nọ Pháp Hòa đi dự cái lễ truyền đăng của các thầy trẻ bên làng Mai á. Thì tự nhiên cái đêm đó Pháp Hòa cứ dăng dẳng cái lễ truyền đăng đó. Tối dậy cái tự nhiên mình nằm, mình chưa ngủ, nhưng mình sáng ra những cái ý kiến, những cái ý nghĩa của lễ truyền đăng. Cái tự mình nói luôn, mình nói ngày mai mình sẽ nói với mấy em nghĩa này nè, để cho mấy em nó hiểu được cái ý nghĩa nhận đèn từ sư ông. Tự nhiên những lúc đó bình thường mình suy nghĩ hoài không ra, mà những lúc mình yên mình ngủ hết thì những cái lúc nó ngủ nó tỉnh ra, tự nhiên nó sáng ra những cái ý hay đó. Thì thưa đại chúng, qua cái đoạn này á, cái phẩm này là phẩm thứ tư, có cái tên là giải thoát. Phẩm thứ tư giải thoát. Và cái đoạn mà chúng ta vừa học đó là Bồ Đề có bốn chủng tánh. Mình làm sao mình nuôi dưỡng được Bồ Đề thì bằng cách là, một là không có tham vật, hai là không tiếc mạng. Tức là của cải cũng không, mà chính thân mạng mình cũng không. Tu hạnh nhẫn nhục, thương mến chúng sanh.
có được bốn cái này là mình có thể vững vàng trên cái đường tu tạo của mình. Thì mình hết được cái phẩm thứ tư rồi. Tuần sau mình sẽ qua phẩm thứ năm.